chào tất cả các anh chị em đang có mặt ở trên kênh YouTube An Táo Hà Giang. Và hiện tại bây giờ mình đang có mặt ở đây đó chính là chợ Phố Cáo anh chị em ơi. Chợ Phố Cáo thuộc xã Phố Cáo, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Ở chỗ này thì chỉ cách thị trấn Yên Minh đâu đó tầm khoảng 5-6 cây số thôi. Và vừa mới đi qua một cái, và để lên đến đây thì chúng ta sẽ phải đi qua một cái dốc rất là đẹp, rất là nổi tiếng mà mọi người thường biết đến với cái tên đó là dốc Thẩm Mã. Và chỉ cần đi qua dốc Thẩm Mã thôi, tầm khoảng chưa đầy một cây số thôi, các bạn sẽ đến với lại chợ Phố Cáo. Ôi chỗ này thì các bạn ơi, đây là một phiên chợ cực kỳ đông vui luôn, các bạn nhìn này. Dọc hai con đường, các bạn nhìn thấy không? Dọc cái con đường này cả hai bên luôn, rất là đông người luôn các bạn ạ. Rất là nhiều cái phương tiện đỗ ở bên đường, rất là nhiều người đi chợ và rất là nhiều mặt hàng được bày bán luôn. Và đây chính là một phiên chợ cuối năm, rất tuyệt vời luôn. Mình đã có mặt ở một trong những phiên chợ nổi tiếng nhất ở vùng cao Hà Giang. Phiên chợ này thì cũng chính là một phiên chợ lùi. Tuần này thì đang họp vào ngày thứ 6 đấy. Và tuần sau thì sẽ họp vào ngày thứ 5 các bạn nhé. Các bạn nhìn này, các bạn hãy nhìn qua cảnh xung quanh đi. Có rất là nhiều người và rất là nhiều mặt hàng được bày bán. Và hãy đi cùng mình nhé, chúng ta sẽ cùng khám phá chợ Phố Cáo xem có gì đặc biệt nào. Ôi, ở phía bên này đang bán rất là nhiều những cái bộ váy của người dân tộc Mông này các bạn này. Đây, các bạn thấy không? Đây chính là một cửa hàng bán váy. Đấy. Và những ngày Tết như thế này thì các bạn sẽ đi và sắm cho mình những cái bộ váy mới của năm mới như thế này. Các bạn thấy không? Đấy, mọi người sẽ đến đây và sắm những cái bộ váy. Phía bên trong này các bạn kìa, những bộ váy mà rực rỡ sắc màu như kia là những cái bộ váy rất là đắt tiền. Giá tiền sẽ rơi vào tầm khoảng 2 triệu một bộ đấy. Có rất là nhiều những cái trang sức ở xung quanh nữa. Ở đấy chính là điều mà mỗi cô gái người Mông đều mong muốn khi mà dịp Tết đến xuân về. Cả mũ nữa là 2 triệu. Thế hôm nay không đội mũ đi? Mưa quá. À thế à? 2 triệu một bộ mà một năm rồi phải có mấy bộ mới cơ đúng không? Vâng. Ok. Đẹp quá. Nhớ bộ kiểu như có Yến ở đây với đằng sau thì nó rẻ hơn. Ok, còn cái bộ khuôn như của em đây là đắt hơn à? Vâng. À thế à? Lớn lắm. Cái ngày Tết của bọn em là bắt đầu từ ngày nào? 30 là tính theo Tết lịch âm á? Vâng. À thế có nghĩa là cùng với lại Tết của người Kinh à? Đúng rồi. À thế à? Thế anh thấy là nếu thế thì chắc là tùy từng nơi đúng không? Có nơi thì ăn Tết sớm, có nơi thì ăn Tết muộn đúng không? Vâng. Người Mông ở đây thì sẽ ăn cùng với người Kinh. Vâng. Và sẽ có người Mông ở những địa phương khác, ở những địa bàn khác thì họ sẽ ở những chỗ khác đúng không? Vâng. Ok, thế là em hiểu rồi. Anh tưởng là người Mông sẽ có cái lịch ăn Tết của người Mông chung và tất cả người Mông thì đều ăn cùng nhau rồi. Cùng người Kinh có một số dân tộc là người Mông nó khác. À thế à? Vâng. Ok. Đây không có đạo mà đi lúng hồ mới có. Đường thượng. À đúng rồi, lúng hồ đường thượng cũng có, nhưng người Mông ở đấy ăn sẽ có vẻ sớm hơn sao ấy đúng không? Vâng. Hay quá luôn các bạn ơi, rất là đông người luôn. Bây giờ đi vào đây bắt đầu phải chen nhau này, đi vào đây mà không cẩn thận đấy là anh em lạc nhau luôn đấy. Đây các bạn nhìn này, đang bán tiền này đấy. Thấy không, hay không, bán tiền luôn. Đấy, bà con đi làm Trung Quốc đấy, vẫn còn rất là nhiều tiền Trung Quốc nên là bà con sẽ bán tiền này. Đi thôi anh em ơi, bây giờ chúng ta sẽ hòa vào cùng dòng người ở đây và cùng nhau chen nhau ở trong chợ Phố Cáo nhá. Mình thấy đi lại tấp nập luôn mọi người, ui đông lắm. Ui mọi người nhìn này, bên trong này cực kỳ đông luôn. À, thấy không, rất là nhiều. Ui cả đồ chơi này, ui súng ống các thứ này, rồi lồng chim, rồi con lọ con kia, nhiều lắm các bạn ơi. Ở trong này cực kỳ đông luôn mọi người. Ui quẩy xôi này các bạn này. Wow. Không nổi luôn, để ngon đấy. Chắc là tí ra phải mua lấy một chầu xôi để ăn luôn mới được anh em ạ. Ôi trong này nhiều người thế, trời ơi. Trong này đông hơn ở bên ngoài rất nhiều lần luôn anh em. Ủa ôi. Quầy phía bên kia là bán quần áo nhá các bạn nhá. Ở phía bên này là đường đi nhá. Và phía bên trái kia đang bị đủ mông. Đông đông khủng khiếp luôn. Ở đây có rất là nhiều những cái mặt hàng, có rất là nhiều những cái loại vải khác nhau, những cái trang phục khác nhau của người Mông này các bạn này, đẹp quá đi luôn.
rất là nhiều những cái đấy, bà chủ mặc thử luôn cho xem, cái áo đẹp quá mọi người, cái áo đẹp quá luôn này, bà chủ mặc cho mọi người thử luôn này. Chị đang xem cái gì đấy hả chị? Đang xem gì đấy hả chị? Đang xem trứng, giống như là xem bói hả? À được. Đây là nơi xem bói qua. Bà con đang xem bói hả? Đang xem vào năm mới này có cái điều tốt lành gì sẽ đến với mình. Thấy rằng là ở đây có rất là nhiều những cái mặt hàng, có rất là nhiều những cái loại vải khác nhau, những cái trang phục khác nhau của người Mông này các bạn này, đẹp quá đi luôn. Thử luôn này, tuyệt luôn. Ôi, đẹp quá các bạn ơi, chọn phù cáo đẹp quá luôn các bạn ơi. Ôi, chọn phù cáo đặc sắc quá, nhìn cái bộ váy này màu trắng này tuyệt vời nè. Các bạn thấy không, có rất là nhiều thứ ở trong chợ này để cho các bạn có thể khám phá. Đây bên này nữa, bên này cũng bán đồ nữa này các bạn này. Đẹp lắm, mình sẽ dẫn anh em đi thêm nha anh em nhé. Các bạn nhìn xem này, một cái chợ rất là nhỏ thôi, lụp xụp thôi, không có gì cả. Ở bên dưới một cái thung lũng lớn và đẹp như thế này. Đó, một cái chợ rất là nhỏ nằm bên dưới những thung lũng phủ kín và sương mù quanh năm như thế này, mà lại có rất là nhiều người đến để tham gia chợ như thế này. Đây chính là một điều vô cùng đặc biệt. Và các bạn có thể thấy rằng là trong một cái phiên chợ như thế này, rất là nhiều những nét văn hóa của bà con dân tộc có thể được nhìn thấy tại đây. Những bộ váy rất là đẹp, những cái màu sắc rất là sặc sỡ, và thậm chí cả những cái nét văn hóa về đời sống của họ cũng được thể hiện ở đây rất là nhiều.
nhìn này, đậu tương này. Đó. Bán rất là nhiều luôn. Ở đây có một chợ gia súc nhỏ này các bạn này. Chợ lợn giống này, đây có rất là nhiều lợn luôn. Lợn thì đều là lợn đen hết các bạn, không có giống lợn nào khác hết. Đây toàn là lợn đen hết này các bạn nhìn. Đấy. Rất là nhiều lợn ở đây luôn. Đây bên này nữa. Lợn ở đây thì không được đưa vào những cái lồng sắt nhiều, mà phần lớn đã được sử dụng một cái dây như vậy, buộc vào nách, qua nách nó, sau đó là dùng cái dây đấy để giữ con lợn lại. Đấy, bà con bán lợn ở đây rất nhiều và chỉ sử dụng dây để giữ lợn thôi nha các bạn nhé. Trời rất là lạnh nha, các bạn có thể thấy là những con lợn này đang rất là run, chân tay đang rất là run. Đấy. Đây, ở đây có một phiên mua bán này các bạn. Chúng ta sẽ cùng tham gia vào phiên mua bán này nhá. Để xem họ chọn những con lợn như thế nào. Tìm chỗ này chui vào đây xem. Đây là một phiên mua bán chợ, mua bán lợn. Đây là một phiên mua bán lợn ở đây. Con lợn rất là đáng yêu đúng không các bạn? Di chuyển sang bên này để xem bên này còn có con gì không nhá. Đây có mấy con chó nữa này các bạn này. Phía bên dưới này thì đã hết chợ rồi, thế nhưng mà còn có một dãy xe rất là dài ở phía sau như nữa kìa các bạn. Xem hết video của mình, hãy để lại comment và chia sẻ video này cho bạn bè của mình cùng biết nhé. Và nhớ là ấn vào nút đăng ký kênh. Hãy ấn vào nút đăng ký kênh để có thể nhận được những video mới nhất từ mình. Cảm ơn tất cả các bạn.